chào các chị và các bạn. Mình đang đi ở khu Chinatown ở Singapore. Đi qua cái khu ăn uống của người Hoa. Đường xá Singapore đa phần là xe hơi. Rồi kế đến là người đi bộ, mới đến xe đạp rồi lại đến xe máy. Nãy là mình đang ở đây phải không? Xe điện nha. Đây có các công nhân xây nhà đây, làm mái che. Đi vô khu ăn uống này. Bằng giá Việt Nam á. Đây giày dép. Tôi đi trong kia. Đi ra đây. Đây có cái lối đi bắt đầu đi bộ ở trong cái máy nhìn nhà ta sầu riêng 18 đô một hộp. Sầu riêng khui sẵn 18 đô một hộp là tương đương 300.000, hơn 300.000. Tới đây là nghe mùi thuốc bắc giống như ở Ái Thượng Lãng Ông. Cái Chinatown này nằm ở trên đường Road này. Bạn nào mà đi đến Singapore lần đầu thì chơi cho vui. Đi lần đầu mà tự túc. Đi lần đầu thôi. Đây phục vụ cho khách du lịch nhiều nên làm sẵn. Cửa hàng điện thoại. Trời. Lại tới nơi ăn uống. Này giống như quán nhậu. Giống như quán nhậu ở Sài Gòn. Cơm giống cơm Việt Nam không? Sườn nướng. Đậu que xào. Này giống cơm Việt Nam, giống quán cơm Việt Nam. Bàn ghế. Tới đây nghe mùi cà ri. $0.90 một phần. Mua một tặng một. Này bánh gì chứ?
giống như bánh chưng chiên. Ở đây thì không giống ở Sài Gòn. Đây tao quẹo People Park. Mình vòng lại cái chỗ nó xa dữ à. Tối vô đây. Chắc tối mình vô đây mình ăn thử. Đây món Ấn Độ. Lớn dữ. Thôi đã số người Hoa rồi tới người Malay. Thôi đang nghe mùi lão. Đi đâu ta? À, đi tìm chỗ qua đường đấy. Cái trạm đó đi về đâu? DT 19. Đi bộ tới đó hơi quải à. Nhưng mà đi tàu đi ngầm cũng phải đi bộ nữa à. Chứ đâu phải tới chỗ luôn đâu. Để mình qua đó xem. Đây là đường Tông Sen, giao lộ Tông Sen với Road. Đây bên kia là Chinatown Bon. Đây không có xe máy như ở Sài Gòn đâu. Hả? Ở đây không có xe máy như ở Sài Gòn đâu, muốn đi đâu đi. Đó, mình qua Chinatown đó, mình vô tàu đi ngầm. Ở đây xe tải được chạy vô thành phố bình thường à. Xe máy nào cũng có một cái bà gà làm sao hết á. Tông Sen này. Mình như vậy. Đi đâu hả? Vô tàu đi ngầm. Tàu đi ngầm cũng phải đi bộ à, coi cái tuyến nó đi về đâu. Đi tàu đi ngầm mình phải coi cái tuyến đường. Tàu đi ngầm đây có như ba màu phải, màu xanh đó, coi tuyến nó đi về đâu. Cái bản đồ á. Tàu điện ngầm đi gì đâu, không có gì vô kia này. Quay đó.
Đây là bảng hướng dẫn để đi tàu điện ngầm. Kia ở đường Lavender. Không phải. La Vie gì đó. Chưa quen tên đường. Rồi, toàn cảnh cho mọi người xem tí xíu cho vui nha.